Ngày hôm nay tôi nhận một kèo đi thay một bộ khóa cửa hiện tại kẹt không vặn được. Khéo. Không vặn được à? Cái chìa này có không? À, cái vỡ nó bị vỡ cái đen này ra từ trước rồi. Nó vỡ cái cốt này. Ủa, nặng ấy nhỉ. À cái này kẹt cái này vặn không được. Thế là vặn cái này nặng thế là vỡ cái hộp màu đen này. Nhấc cái này lên, nhấc cái này lên, xoay cái này lại. Oh, ok. Ok. Một chốt là chưa đến, hai chốt thì vừa mới đến một tí, cái chốt này ngắn quá không đến. Đóng vào đâu quên. Đấy, nó có cái chìa ở nhà ngoài luôn nhá. Ok, xin cảm ơn anh em. Ok nhá.